rất là đẹp nha. Một lỗ thông hơi phía trước, IV tinh chỉnh cho dải mic và dải trep. Cầm này series là 606 nha. 606, đầu 6066 và 06068. Dòng L100 Cantori thì nó thuộc vào huyền thoại về âm thanh của Revealer rồi. Các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero nó thể hiện rất là chính xác về âm thanh ba dải, đặc biệt dải bass, dải mix, dải treble rất là hay. Nó không bị thô thô như do loa Nhật. À, chơi thì các bác chơi loa Mỹ hoặc loa châu Âu rất là đẳng cấp. Còn loa Nhật thì phù hợp với các bác mình trưng bày ở cái dưới hình trưng bày cao, và tiếng của loa Nhật thì nó cũng tùy model nha quá. Còn trước mắt các bác đó là L100 Cantori, cặp này 34 năm, giá bao gồm phí ship, chuyên khoản đủ, em bớt 300.000. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, phí thu hộ tiền là 1%. Rồi đây em sẽ quay chi tiết thùng vách để các bác cùng xem, rồi em sẽ tháo dây căng, rồi mời các bác cùng xem tiếng loa. Đây là phía trên nóc của cặp loa, nó là thùng gỗ lạng nha các bác, đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi em sẽ quay tiếp tục là cạnh bên tay phải. Bác nào lấy thì alo cho em chiến hai số điện thoại trên nha. Đây là cạnh. Đây là tổng quan phía cạnh bên phải. Tiếp theo là cạnh trái. Tất cả loa bên em là bảo hành nguyên zin hết cho các bác nha. Là loa chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và phía sau dòng L100 Cantori thì nó sử dụng trạm loa mỏ chim. Một đỏ một đen. Khung thành sắc cạnh hết nha các bác. Rồi. Cái quan trọng để các bác chờ nãy giờ đó là tháo dây căng để con xem tiếng loa nha. Alo cho em chiến có hai số điện thoại này để yêu thích và muốn chốt cặp loa này. Em đang tháo dây căng nha. Rất là đẹp nha các bác. Đây tổng quan tiếng loa, mời các bác cùng xem tiếng loa nha. Mộc mạc rất là đẹp nha. Một lỗ thông hơi phía trước, IV tinh chỉnh cho dải mic và dải treble. Cặp này series là 606 nha. 606, đầu 6066 và 06068. Đúng cặp là tiếng loa nó sẽ đều nhau nha các bác. Tại vì dòng loa thời kỳ này nó sản xuất từng chiếc, chứ không phải sản xuất từng kẹp như đời mới bây giờ đâu. Đấy, các bác yêu thích tiếng loa và cặp loa này thì alo cho em nhé. Rất là đẹp. Giá bao gồm phí ship rồi nha các bác, gần vài tấm dầu. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ alo cho em Chiến qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia, 0978338 14 hay là 0965770277. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc.